Bữa nay con mới thi chạy hả? Dạ đúng rồi. Bữa nay con chạy được bao nhiêu giây? Dạ con chạy được 11 giây. Con đã được cô giáo khen là chạy nhanh hơn trước á. Trời ơi, vậy là bữa nay con nhanh hơn mấy bữa rồi. Hay quá đi à, giỏi ghê vậy đó. Bữa nay con cũng thi chạy phải không? Dạ. Con chạy được bao nhiêu giây? Con chạy được 9 giây cô. Cái gì? Con chạy được 9 giây hả? Dạ. Nhưng mà 9 giây là tốc độ của con trai mà. Hôm nay ở trường so với hai bạn nam chạy cùng với con thì con là người chạy nhanh nhất đó cô. Trời sao mà con giỏi quá vậy nè. Tâm Anh giỏi quá. Ngày nào nó cũng phải chạy bộ tới trường, đương nhiên là phải chạy nhanh rồi. Nè, còn con nè mẹ, con chạy được 11 giây, giỏi nè. Trời ơi, bực mình quá, đừng có làm mềm nữa được không vậy? Thiệt, nó khô cứng rồi nè, sợ nó bị chết á. Mình đi lạc đó. Nó là anh, đừng có nói nữa được không? Bộ, có chuyện gì hả? Bực mình quá đây nè. Học cũng thua người ta, rồi bây giờ chạy bộ cũng thua người ta nữa. Em nói ai? Còn ai vô đây nữa? Con gái rượu của anh chứ ai nữa? Nó làm sao? Nó học cũng thua Tâm Anh, mà bây giờ tới chạy bộ nó cũng thua Tâm Anh nữa là sao? Ồ, tưởng chuyện gì. Đương nhiên là Lượng Lâm Chi nhà mình phải thua rồi. Con bé Tâm Anh nó sống trên núi, nó chạy nhanh như ngựa vậy, cho lên chạy xuống biết nó quen rồi. Sao Lâm Chi nhà mình chạy lại nó? Ý anh nói là con gái của mình thể lực yếu hơn người ta đó hả? Chứ còn gì nữa. Không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Anh có biết như vậy là sỉ nhục đối với em không? Em là giáo viên thể dục mà, con gái của em mà thể lực yếu hơn người ta, làm sao mà chấp nhận được? Thì trả thù cho con đi, kêu Tâm Anh chạy bộ chung với em chắc em thắng đó. Ba mẹ ơi. Gì con? Gì vậy con? Hôm nay con vẽ tranh á, cô giáo khen là con vẽ đẹp á. Trời ơi, Lâm Chi của ba này giỏi quá ta. Biết vẽ tranh nữa chứ. Con vẽ cái gì vậy? Con vẽ Pikachu á, con vẽ giống lắm luôn á. Pikachu á hả? Cô giáo con có bình thường không? Mà sao vẽ cái gì gì mà điểm cao à? Dạ đúng rồi. Ba này. Đẹp mà ba. Cái này là gì vậy? Cái này là mẹ phải không? Không phải, này là ông. Trời đất, ông gì tím lè bộ bệnh hả? Mẹ đâu, mẹ đâu? Mẹ đây phải không? Không phải, cái này là tủ lạnh. Mẹ đây nè. Mẹ màu đỏ vậy đó hả? Dạ đúng rồi. À, vậy chắc chắn là ba rồi, đúng không? Có thời gian công vậy bà. Mẹ bà thế vô cái tủ lạnh cũng được mà. Nhưng mà dù sao bức tranh này cũng được chơi trong lớp rồi. Mẹ thấy con giỏi chưa? Hả? Hay lắm chứ. Con nói cái gì? Cái bức tranh của con bữa nay được cô giáo treo trong lớp rồi hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao mà con gái này giỏi quá vậy nè? Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một nữ danh họa chuyên về trường phái trên trù tượng. Đúng rồi, nó giỏi thiệt. Con người mà nó bê tông hóa luôn, ba khối bê tông kệ ba trù tượng mà. Ba này con thấy đẹp mà. Trời ơi, làm gì bữa nay giỏi quá à. Con gái của mẹ giỏi thiệt á. Mẹ, mẹ thấy đẹp đúng không mẹ? Đẹp chứ. Vậy mẹ đóng khung á, mẹ treo lên bàn trang điểm của mẹ. Bức tranh này đẹp mà, nhất định là mẹ sẽ lộng khung, mẹ treo ở trong phòng. Làm gì giỏi quá à. Wow, em vẽ đẹp thiệt đó ha. Dạ. À, Tâm Ý à? Dạ, dạ, con chào cô. Ừ, con có thấy cái áo sơ mi của cô đâu không? Dạ, áo sơ mi nào cô? Sơ mi caro đó. Dạ, để con kiếm cho cô. Tâm Anh. Dạ. Con đang vẽ hả? Vẽ đẹp quá ta. Nè, Tâm Anh. Dạ. Bức tranh của con có được treo trong lớp không vậy? À, dạ không. Hả? Chị là chỉ có bức tranh dạ, của... Dạ, tất cả các tranh của các bạn đều được treo ở trong lớp đó cô. Hả? Dạ, tại vì tranh của Tâm Anh dễ đẹp nhất cho nên được treo ở văn phòng trường đó cô. Cô thấy Tâm Anh dễ đẹp không cô? Ờ, đẹp chứ. Tranh của Tâm Anh đẹp quá. Con giỏi lắm. Dạ. Ừ, cảm ơn con. Đây là chị nè, đây là em nè. Trời ơi, cộng lại giùm mẹ đi mà. Dạ cô ơi. Ủa, hai đứa đi đâu vậy? Dạ, Tâm Anh làm bài được 9.5 cho nên là con tính dẫn Tâm Anh đi nhà sách mua quà á cô. Trời, bữa nay Tâm Anh được 9.5 nữa hả con? Dạ. Sao mà giỏi quá vậy nè? Con nhớ là cố gắng lên nha.
Dạ. Dạ. Hai đứa đi đi. Dạ, tụi con chào cô. Con chào cô đi. Con nhà người ta học giỏi thế ham thiệt á. Làm gì? Ngồi xuống đây cho mẹ. Ngồi xuống. Tại sao con thi mà không nói cho mẹ hay hả? Cái đó đâu phải là thi, chỉ là bài kiểm tra nhỏ xíu xíu xíu. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Kỳ này con sẽ cho cái đồ đáng ghét nó biết tại. Lần nào thi cũng chỉ có 1.5. Cái con nhỏ này, con học hành cái kiểu gì mà chỉ có 1.5 à hả? Tại cô cho bài khó quá thôi. Còn nói nữa hả? Tâm Anh người ta đi học sau con lâu lắm luôn á. Mà lúc nào người ta đi thi cũng được 9-10 điểm. Còn con lúc nào cũng lẹt mẹt 1-2 điểm là sao? Không biết mắc cỡ hả? Có gì đâu mà xấu hổ. Cái đồ đáng ghét đó chỉ nằm trong lòng bàn tay của con thôi à. Tại con chưa muốn gạch tay thôi. Làm chi? Làm chi? Thích về cho mẹ. Làm chi? Giờ này còn gớm mà mẹ. Dậy mau lên. Mau lên. Mẹ nói cho con biết nha, kể từ ngày hôm nay con sẽ phải tập thể dục buổi sáng với mẹ. Mau lên. Ôi, tập chi nữa mẹ. Mau lên. Dậy. Rửa mặt. Mau lên. Nhanh lên. Nhanh lên cho mẹ coi. Mẹ nói là thẳng người lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên. Thẳng cái lưng lên. Nhanh lên. Nè con nhỏ này. Đứng dậy cho mẹ. Ôi lên. Đứng dậy. Đứng dậy coi, mới dậy con chụp xíu à. Con đau chân quá. Con còn là biết nữa hả? Con có biết là con chạy có 11 giây hay không? Mẹ đặt khoe với mẹ đó chứ. Trời ơi, con chạy 11 giây là tài năng lắm rồi đó. Tài năng với con khỉ á. Chạy cái gì mà cứ ngã ngửa là sao? Làm sao mà chạy nhanh được? Chạy thì phải chúi người lên phía trước. Rồi chân nè, đầu gối thì phải nhô cao lên. Con mệt với lại đau bụng nữa, nhà không nổi nữa. Mẹ nói cho con biết nha. Bây giờ mà không chạy đủ 10 vòng thì đừng có học ăn sáng. Mở lên. 10 vòng á. Ây da hả? Nhanh lên. Nhanh lên làm chi? Cố lên, cố lên, cố lên. Đánh tay mạnh lên thì mới chạy nhanh được chứ. Nhanh lên. Chúi người về phía trước, không có ngửa ra phía sau. Cố lên nè, cố lên. Cái con nhỏ này, nè, con chạy đi đâu vậy? Mày làm gì vậy? Mày xin lỗi tao nè, mình đi chỗ nhà. Mày kệ mày chưa mất nói vậy mày đụng tao. Mày tới sớm rồi con. Mày đứng lại. Đứng lại cho tao. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Làm chi? Mình xin lỗi nha. Mình đi trước nha. Cái đồ đang ghê. Hãy đợi đây. Ngô ra báo đồ. Nút bật kịch gì? Chẳng còn thời gian.